Chia sẻ với Tiền Phong, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên xác nhận việc cô mua lại cổ phần Miss Grand International. Tuy nhiên, Thủy Tiên mua cổ phần với tư cách là cựu hoa hậu bước ra từ cuộc thi, chứ không phải cổ đông lớn như mọi người đồn đoán. Tôi mua cổ phần của Miss Grand International với tư cách là một cựu hoa hậu, bày tỏ sự ủng hộ của mình với cuộc thi đã trao cho mình vương miện. Đó là những gì tôi đã trao đổi với bà Teresa và bà cũng thấy đây là ý kiến hay, Thủy Tiên nói. Cô cũng phủ nhận thông tin mình trở thành một trong 10 cổ đông lớn nhất của Miss Grand International. Thông tin họ Thủy Tiên trở thành cổ đông của Miss Grand International bắt nguồn từ chia sẻ của bà Teresa, phó chủ tịch cuộc thi, đăng tải hình ảnh chụp chung với Thủy Tiên tại Thái Lan. Bà Teresa viết, nhìn xem là Thủy Tiên đây, chúc mừng năm mới và cổ đông sắp tới của Miss Grand International. Sau đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Thủy Tiên đã mua lại 2 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 68 tỷ đồng và trở thành 110 cổ đông lớn nhất của Miss Grand International. Quý vị và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh Hoa hậu Việt Nam để cập nhật những tin tức mới nhất về Hoa hậu Việt Nam cũng như thế giới.